Xin chào anh em, dạo đây em nhận được rất là nhiều kèo hay của anh em. Vừa là kèo tướng và thứ hai là kèo kiếm hàng ngon lại rẻ trên tngshop.vn. Ok, TNG rất là vui vì anh em tin tưởng. Và trong clip này em sẽ gửi tới cho anh em một kèo rất là hay, đó chính là Senna và Mudat. Đây đều là hai kèo kỹ năng và TNG tin chắc rằng nếu bạn chơi tốt Senna sẽ không ái ngại kèo cấu đỉa khó chịu này. Vậy lên đồ và chơi sao? Chúng ta tìm hiểu ngay nhé. S ơi, có hạc nào có đứa bố robot không? Ok, để TNG tìm nhá. Chỉ 159k, 64 tướng, 60 trang phục, lữ bố tư lệnh robot đây rồi. Thêm quả văn hình tối thượng, có luôn thẻ đổi tên. TNGshop.vn, nick giá rẻ, skin gì cũng có. Bạn đang tìm arc gì? Comment dưới video TNG tìm cho. Nhiều anh em yêu cầu quá, Trảm Game quyết định là tập chơi lại vị tướng Senna này. Bắt đầu thôi. Chúc em nhiều sức khỏe nhá. Ok, bạn cứ yên tâm đi. Phải thật là nhiều sức khỏe để còn có thể làm clip gửi tặng tới cho anh em chứ. Chém nè, cấm lặng rồi anh em ơi. Úi giời ơi, anh Murat ơi, anh giật lại đây cho em cái. Úi giật thật anh em ạ. Gặp đúng cái thanh niên Murat tập chơi. Kênh của S quá uy tín, mình off hơn một tháng. Vào coi lại video, nắm hết mọi thứ ngay. Ok, chuẩn xác luôn. Kể cả là bạn off một tháng, 3 tháng hay là 1 năm. Kể cả là anh em đi nghĩa vụ về 2 năm ấy. Vào kênh Trảm Game coi, đảm bảo nắm tất cả meta luôn. Đặc biệt anh em có bạn mà đi nghĩa vụ quân sự các kiểu về ấy, mà cảm thấy trở lại liên quân cảm thấy khó hiểu cái gì đấy, vào kênh Trảm Game đi. Đảm bảo với anh em coi xong khoảng tầm 20-30 phút một vài video ấy là nắm toàn bộ meta luôn à. Không bao giờ phải lo thối cổ nhá. Đây góc trang mình của chúng ta ở trên là cái lối trang bị Trảm Game lên trong cái trận đấu này. Gặp mấy con thể loại kiểu là cái con Murat ấy, tiên gì cần cái đôi giày hộ vệ thôi anh em ạ. Và các bạn để ý rằng cái lối trang bị của Trảm Game là không phải cái lối trang bị full dam nha anh em nhá. Chơi Senna mà lên full dam là cái gì hả anh em? Không cần thiết. Senna chỉ cần hai đồ dam thôi. Một là thương long này, hai là cái đao truy hồn hoặc là cái nanh friendly là ok rồi. Còn lại các bạn đóng tanh hộ Trảm Game nhé. Và Senna hoàn toàn có thể dùng được cái thuấn nhâm thạch, các bạn nhớ nhá. S chỉ cho em vài cái tướng đi top vừa tanh tốt lại có thể gánh team đi. Wow, trong đầu tiên gì lóe ngay lên, đó chỉ là con Omen anh em ạ. Đương nhiên là cũng có thể là có thêm một vài vị tướng khác. TNG sẽ ví dụ như là Floor lên cái lối full tank chẳng hạn, nó cũng là một cái ví dụ khá hay. Hoặc là một vị tướng khác ví dụ như là gì đừng nhờ, Arthur thì gánh hơi chậm tí và hơi yêu một tí anh em ạ. Skirt cũng được anh em, Skirt nè. Mà Skirt TNG toàn hay thích cầm đi sừng cơ. Ui, tranh chấp với tôi cả, ghê gớm. Tao yếu nhưng đồng đội tao đông. Dù bạn đang lấn át kẻ địch nhưng đừng bao giờ coi thường nha anh em nhá. Xin một cái gì này, mình không hay để ý tên của mấy thanh niên ở trong lắm anh em ạ. Coca-Cola này, ok Coca-Cola nhá. Bởi vì các bạn nếu xem kênh Trảm Game sẽ biết rằng kênh Trảm Game không phải là một kênh bình luận giao tranh, đúng ạ. Không phải kiểu như là Murat đã lao vào tôi có ngay tứ quyền trảm đá ngay vào mồm Murat bay màu ngay các kiểu con đà điểu, đúng ạ. Rất tiếc là TNG già rồi anh em ạ, không chơi kiểu đó được, nên TNG chỉ là bình luận theo kiểu các team một số tình huống hoặc là giải đáp và trao đổi thông tin với anh em thôi. Nên các bạn các bạn thông cảm nhá. Nói chung là mỗi game một cái đặc điểm riêng mà. Mình già rồi anh em ạ, mình chơi kiểu khác đúng không? Đấy. Ok, cấu rỉa nè. Khống chế luôn. Nhưng mà nói thật nha, mình bảo mình già nhưng thực ra một số khán giả của Trảm Game còn tận ba mấy tuổi cơ. Trảm Game có 28 thôi anh em ạ. Nhiều khi mình bảo mình già nhưng một số anh em khán giả bảo là tôi còn già đâu cái này. Ed ơi, cho em hỏi là để máu thấp nhất nó có ưu tiên đánh tướng không? Chứ em để Lily ấy tự dưng lại đi cào tà thần. Tà thần thấp máu hơn. Tà thần thấp máu hơn là đúng, nó cào tà thần là đúng rồi. Ví dụ em có 9.000 máu đi, tà thần nó có còn lại 3.000 máu thì nó phải cào tà thần chứ đúng không ạ? Đấy, nó rất là bình thường. Đây, khống chế nè. Đấy, cái pha này là tôi chưa đủ để mà cấm lặng nó anh em ạ. Nhược cũng kệ luôn. Cảm giác là quật được cái quả tứ quyệt trảm là tôi oánh luôn nào. Bởi vì để mà đợi cấm lặng thì cũng được thôi anh em. Nhưng mà thực sự thì cấm lặng của con Senna, nếu mà kẻ địch sử dụng đó chính là cái đôi giày kim cương ấy, thì cũng chẳng thể cấm lặng được mấy giây đâu anh em ạ. Cấm lặng được một chút tích tắc thôi à. Chẳng qua trận đấu này thằng Murat thứ nhất là vừa tập chơi này đấy, thứ hai là nó vừa sử dụng cái đôi giày hồi chiêu, thành ra là ép dế lắm anh em. Thành ra chúng ta phải là tùy xem hoàn cảnh, đúng không ạ, tùy xem tình huống như thế nào để chúng ta có thể sử dụng hợp lý nhất. Nấp đấy nhanh anh em ạ. Úi giời ơi, sau vài pha lên bảng điểm số trong cay đắng, anh Murat hiện tại đã khôn hơn rất là nhiều. Vâng, tôi xin rút lại cái lời vừa rồi anh ạ. Tôi xin rút lại cái lời vừa rồi nhá. Tôi chưa thấy anh Murat khôn ở điểm nào luôn ấy. Đương nhiên là cũng phải thông cảm cho anh ấy, bởi vì anh ấy test tướng anh em ạ. Cái nick này thì không phải nick chiến tướng. Nick chiến tướng là không đánh trận đấu này nha anh em nhé.
Tiên Di có tận 3-4 nick cơ. Đấy, và trận đấu này thì Tiên Di cầm cái nick này có hai mấy sao rồi ạ. À? S ơi, hướng dẫn em chơi Timmy với đi. Nếu mà là người khác mà nghe câu này ấy, sẽ nghĩ rằng chỉ cho bạn ấy kiểu combo Timmy như là rặn rắm, sử dụng chiêu hai móc vào và bùm. Nhưng không, là khán giả trải nghiệm game ấy, Tiên Di tin chắc rằng các bạn ấy có thể nắm được điều đó. Đúng ạ, bởi vì con Timmy rất là dễ chơi. Đây, một pha lao vào và vét mạng. Nhưng mà duyên số anh em ạ, duyên số của chúng ta vẫn vướng phải thằng 1H. Mà đúng có chỉ có 60 vàng thôi. Cay đắng thật mà. Quay trở lại con Timmy nhá. Ok nhá. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Pha này lại ăn anh em. Đây, 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 đợi giật bóng về nè. Đợi giật bóng về. Khổ thân thanh niên lại 40 vàng ạ. Trời ơi, nếu mà hạ được một cái thì có phải là 30, 20 và 10 vàng không anh em? Ôi trời ơi, không bằng con lính quái ạ. Ok, trả lời câu hỏi Timmy nè. Tiên Di biết được rằng bạn ấy hỏi về cái vấn đề đó chính là làm sao để mà búp vàng hợp đồng đội đúng không ạ? Đây, khống chế. Gông, 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 gông. Ôi thôi chạy thôi anh em ơi. Pha này là nó chém sang chuẩn đấy, không phải dạng vừa đâu ha. Và các bạn nhớ nha, đôi giày hậu vệ có thể giảm được sát thực chuẩn. Nhớ đấy. Tại vì trước đây một số anh em cũng có hỏi Tiên Di mà. Ẩn nấp là điều quan trọng khi bạn chơi Zena. Thôi không dài dòng văn cảnh thêm, trả lời luôn nè. Timmy, cái các bạn hỏi không phải là cách chơi, không phải là cách nâng chiêu, combo, mà đó là di chuyển làm sao để mà sử dụng cái nội tại của bản thân bạn để mà búp vàng cho đồng đội. Chuẩn không? Đó mới là cái điều mà khán giả của Trạm Game cần và muốn biết. Đáng ra ấy, phải có một clip chuẩn thực tế thì mới có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng mà nếu nói lý thuyết ấy, thì Tiên Di cũng có lý thuyết cho anh em luôn và có thể áp dụng vào nếu bạn để ý. Đầu tiên, đầu game đúng không ạ? Đầu game, các bạn thường ra mid, chuẩn không? Thì khi đó chúng ta sẽ búp vàng đầu tiên cho thằng mid của nhà mình. Sau đó, bạn sẽ một là check xem cái địch ăn bùa nào, hai check xem bùa mình ok không, và tiếp theo di chuyển xuống búp cho đằng xạ thủ. Và sau đó trong cái tân lính mà khi chúng ta đợi lính lên đúng không ạ, xạ thủ không làm gì, kệ nó cũng được, bạn có thể vào và búp giúp thằng rừng của mình. Ok, thêm một tí vàng. Còn về vấn đề là tiếp theo là búp cho xạ thủ hay là búp thằng rừng của mình đây, thì còn phải tùy xem cảm xúc của anh em và cái lối chơi đó, đồng thời xem là xạ thủ là vị tướng gì. Ví dụ xạ thủ là một Elsu để tự lo được, ok, cho nó tự lo luôn. Chúng ta có thể theo đằng rừng để búp vàng nó nhanh hơn, ví dụ như vậy. Nhưng mà Tiên Di nói luôn nhá, ở rank đơn ấy nó có một cái câu rất là hay, đó chính là thích thì búp mà không thích ấy, hơi thô một chút nhá, thì cút. Thành ra là lý do vì sao mà Trảm Game luôn ưu tiên đó chính là các trận đấu rank đơn để mà gửi tới cho anh em những trải nghiệm duy nhất chỉ có tại rank đơn. Anh em mà đi team ấy mà lại lấy cái tư duy đi team để áp đặt cho rank đơn là mày phải pick con này, mày chơi trợ thủ mày phải bảo kê tao, mày phải nhường lính cho tao. Nó không cấm chat bạn hay là chửi cho bạn là may rồi. Nhớ hộ Tiên Di nhá, Tiên Di nhắc lại thêm một lần, đó chính là ở rank đơn thích ấy là nó búp nó giúp bạn, còn không thích ấy nó bảo bạn cút ngay, thế thôi. Ok các bạn, nghe thì có vẻ hơi thô tục một tí đúng không ạ, nhưng mà anh em yên tâm, nó không hề có từ ngữ tục tíu hay là gọi là gì nhỉ, hay là gì đấy. Nói chung là nó chỉ là một chút trợ búa thôi. Nhưng mà các bạn công nhận không, một số cái từ ngữ nhá, nó trợ búa một chút nhưng lại dễ hiểu đúng không ạ? Chỉ cần nó không mất dạy nè, nó không tục đấy, nó không lôi bố mẹ các kiểu ra để mà nói rồi chát chít nhau là rất là ok rồi. Nên Tiên Di cần phải giải thích rõ ràng. Không ấy, một số bạn lần đầu tiên xem kênh chẳng biết bảo là ôi cái ông này gì mà nói tục thế, kiểu thế chết dở đúng không ạ? Ẩn nấp là một điều rất là quan trọng với Zena, Tiên Di nói một lần rồi. Và để mà bắt được kẻ địch cách bất ngờ nhất ấy, các bụi cỏ rất là quan trọng, đặc biệt các bụi ở bùa đúng không ạ? Các bụi ở bùa ấy, nếu mà kẻ địch tinh ý, kẻ địch có vị tướng có thể check, các bạn có thể kiểm soát tầm nhìn được ấy, thì chúng ta rất là khó nấp. Nhưng mà nếu kẻ địch không có điều đó lại rất là dễ dàng cho chúng ta. Đây đây đây, úi xồi, lao vào ăn ngay quả khống chế cay thế nhở. Ê, đây, đây, đây. Được được anh em ơi, được 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 luôn. Ôi trời ơi, đông thế. Ui, tự dưng lại bị cái thằng Phoenix nó hạ chứ, cay thế nhở. Không sao anh em ạ, chắc đây là giao tranh cuối cùng rồi, team mình khỏe quá trời luôn. 13-14 anh em ạ. Nói chung là trận đấu này chưa thể hiện được cái kỹ năng gì của Zena nhiều, bởi vì cái thằng Modat nó non tay quá, nó té tướng mà anh em. Đi lanh gặp té tướng là chuyện bình thường à.
bậc danh nào cũng vậy thôi, kể cả là chiến tướng hay là cao thủ tiếng Anh, nó giống nhau anh em nhá. Nên các bạn có bất kỳ câu hỏi gì và ok, muốn tìm tài khoản gì hay hay, comment ngay dưới video để Tiên Di tìm cho nhá. Hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau.